đừng giấu con nữa. Cho con biết về cha đi. Đó có phải là người đã phụ bạc mẹ con mình không? Nhất định vào chiến trường, con sẽ gặp bằng được cha. Nếu con và cha chưa có ai hy sinh. Anh lên xe ba đến phải không? Anh có vẻ bị bệnh gan. Viêm gan. Tìm được rồi chứ hồi. Báo cáo. Tôi chiến sĩ C3 ở chốt in ngựa về theo lệnh của tiểu đoàn trưởng đã có mặt. Phải nói là bỏ chạy khỏi chốt. Chờ đó. Thủ trưởng chuẩn bị. Quan nào lính nấy. Đừng có nói sang. Tên cậu là Lê Thiên. Vâng. Đúng là một ông con trời. Tại sao cậu bỏ chốt? Tôi hỏi cậu tại sao cậu bỏ chốt chạy lui? Báo cáo. Cậu có biết đây là tiểu đoàn gì không? Báo cáo, tiểu đoàn 9. Trời đất. Điều đó thì hỏi khẩu súng nó cũng biết. Đây là tiểu đoàn đăng ký phấn đấu trở thành đơn vị anh hùng. Sao cứ nghỉnh mở lên đó mà không chuyện? Chờ nước sôi thủ trưởng ạ. Sôi rồi thì có trà đây. Dạ. Trung đoàn trưởng sắp tới đó. Một đơn vị anh hùng thì đơn vị đó phải có 100% là dũng sĩ. Không thể lọt vào một đứa cậu An dao động được. Alo, tiểu đoàn trưởng Đàm đây. Sao? Rõ. Cần thì tôi sẽ điều một phân đội cối 82 tăng cường cho chốt. Nghe rõ chứ? Báo cáo. Báo cáo. Trung đoàn trao nhiệm vụ chúng ta phải làm giả địa phương quân, cốt để nghi binh. Tôi sợ điều cối 82 lên chốt, địch sẽ đoán ra chúng ta. Nói thì khôn, nhưng hành động thì vô kỷ luật, không biết xấu hổ với đồng đội, đồng chí. Những kẻ đào ngũ thì chỉ có thể đưa ra tòa án quân sự. Có chuyện gì mà lớn tiếng vậy Đàm? Báo cáo trung đoàn trưởng, đồng chí này bỏ chốt chạy về. Đồng chí là tân binh. Vâng. Thôi, ta bắt đầu làm việc. Rõ. Chốt lỏng để thằng địch không thể đoán được đây là phòng tuyến của quân chủ lực và tránh tổn thất do phi pháo trút tới, và bằng bất cứ giá nào chúng ta cũng phải giữ được chốt này. Đó là điểm tiếp cận để chúng ta có thể phát giác các hành động quân sự của đối phương cũng như chuyển sang tấn công. Đồng chí cho mời ngay các cán bộ tiểu đoàn tới đây.
Dạ. Để tân binh đó cho tôi. Cho. Sao vậy đồng chí? Đồng chí tới đây đi. Tôi hỏi tại sao đồng chí lại bỏ chốt? Buổi đầu tiên cũng có lúc, có phút chưa quen ạ. Cũng có thể. Vậy quê đồng chí ở tỉnh nào? Dạ ở đây, Thừa Thiên. Thừa Thiên? Nhưng sao đồng chí nói giọng Bắc kia mà? Vâng, quê mẹ tôi ở đây. Ra vậy. Nghĩa là đồng chí thấy khổ quá, ác liệt quá rồi đồng chí bỏ chạy. Cứ thử nghĩ xem, nếu như mẹ đồng chí biết là đồng chí đã chiến đấu cho quê hương của mình như thế nào. Tôi không đến nỗi hèn nhát như vậy. Sáng nay tôi nghe tiểu đội trưởng nói trung đoàn trưởng Lê Thừa xuống đại đội. Tôi vội vàng chạy về. Tôi muốn gặp một người đã bỏ trốn trách nhiệm với mẹ con tôi. Thiên. Đồng chí là Lê Thiên. Thiên con. Cha con, cha đã già thêm Thiên, vì con của cha đã lớn quá rồi, cha rất mừng. Nhưng sao con không tin cho cha hay? Chắc đâu cha đã nhận con. Cha, cha nói đi. Tại sao cha lại đối xử với mẹ con như vậy? Cha. Biết nói thế nào để con hiểu? Cha. Cha có thể nói hết với con mọi chuyện. Sao? Chúng nó bắn thăm dò đó. Phải tuyệt đối giữ bí mật lực lượng. Đó chứ nào. Con đi đâu? Con trở lại chốt. Nó bắn hú họa, ngày nào mà chẳng thế. Đi. Anh Thiên, chuyện vừa rồi được để bụng nghe. Con trai Hà Nội giờ đây chiến đấu được tiếng lắm. Hồi lạ thật. Nếu không hiểu thì tôi đã không kể hết chuyện của mình cho Hồi nghe. Tại sao những người như ba má anh lại phải chấp nhận cuộc sống như vậy?
sao hồi lại cắt tóc ngắn thế kia? Chí Huy ở đây sợ tóc dài. Ba của anh Thiên đó. Bác ấy nghĩ tóc dài dễ quấn chân chiến sĩ. Thế đấy. Ở mặt trận tóc dài khổ lắm. Vừa bận bịu lại vừa bẩn. Mà cắt ngắn thế này anh thấy có dễ coi không? Trông cũng hay hay. Có khi là mốt mới đấy. Sát địch bất ngờ đánh úp vào mõm hai yên ngựa. Tiểu đội chốt có khả năng bị đánh bật ra khỏi vị trí. Lấy ngay một phân đội gọn nhẹ, chờ tôi đến. Nghe rõ chưa? Anh Thiên. Hồi phải chạy đi, không thì muốn mất. Về báo cáo với tiểu đoàn trưởng, đánh chiếm lại chốt. Đi. Không thấy tiểu đội trưởng và cậu Thiên đâu cả. Cho củng cố lại chút. Rõ. Lấy mày không khai hả? Lấy nè! Lấy! Cho mày chết! Tin rằng anh ấy sẽ chịu đựng được nếu bác biết anh ấy chiến đấu như thế nào.
nếu ai biết cuộc đời của anh ấy ra sao, anh ấy sẽ thương mẹ. Anh ấy muốn có một người cha, một người cha thực sự có tình thương, có trách nhiệm. Bác, cháu lấy làm lạ, tại sao một người như bác cư xử như vậy với con mình? Các cháu có quyền đòi hỏi và trách cứ đối với những người làm cha làm mẹ đã thiếu trách nhiệm với chính con mình. Bác đã không có công cứu mang đối với Thiên. Cháu trách bác như vậy là đúng. Bác thật có lỗi. Bác. Trung Quý, đây ca sĩ Lê Hằng. Trung Quý mình giỏi chứ. Chào Trung Quý. Ồ, chào người đẹp, xin mời. Dạ. Ngoài đơn vị bố phòng, anh cho hết tụi lính đêm nay ra coi. Tướng lệnh. Chính xác. Thưa đại tá, chẳng qua chỉ là một đòn phản kích với các vũ khí thông thường của quân du kích địa phương, không có dấu hiệu đó là quân chính quy bắt giữ. Hệt như nhận định của trung tá cố vấn Robert, cứ khăng khăng đòi chúng ta phải chuyển nhanh quân lên phía trên thung lũng, để nếu cần sẽ chốt ngang hành lang. Tôi đòi hỏa lực chi viện, ông ta trả lời hỏa lực Huế Kỳ chỉ dùng cho chủ lực VC. Vậy đó, họ coi sư đoàn ta là một con mồi để kéo bớt chủ lực đối phương ra khỏi chiến trường chính. Thử hỏi con mồi nào lại muốn tự sát. Chúng ta đã hiểu đúng. Chúng ta đang còn chưa biết được đối phương trước mặt. Nhưng thôi, chúng ta hãy cho tôi biết phòng 2 khai thác ở mấy tên tù binh ra sao. Một tên thì hoàn toàn im lặng. Còn thằng con nít chỉ nhận mình là quân du kích địa phương. Chúng nói giọng Bắc kia mà. Chúng ta đã từng nổi tiếng là người am hiểu bọn chúng. Tôi giao việc này cho chúng ta. Lẽ nào ta lại phải chịu thua một tên VC Baby Luck hay sao? Chúng ta nên nhớ cho. Thời gian không cho phép chúng ta chờ đợi ở cuộc hỏi cung này đâu. Quay vô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rõ hả? Tao bắn chết mẹ bây giờ. Tụi mày làm loạn phải không? Giữ trật tự thôi. Quân Khánh đâu? Giữ trật tự thôi. Về hết. Cho tù binh về nơi giam. Tôi lệnh. Tôi lính làm loạn đấy vậy hả? Dạ, thưa đại tá. Ông im đi. Tìm ngay mấy tên đầu nậu chuyển đến những đơn vị sát mặt trận cho tôi. Ông có thể về. Xin phép đại tá. Xin phép chúng ta. Mời chúng ta. Mày phải ba vụ chiến tranh chính trị này quá. Còn lính mặt trận điên điên khùng khùng vậy đó. Xin phép đại tá. Mời chúng ta. Con hát biết chi hồn nước mất, cách sông còn hát hậu đình qua. Chúng ta nên nhớ, một tiêu chuẩn để vào cấp tướng là phải biết làm chánh trị. Tôi đến để thưa với đại tá về việc tin tù binh. Theo tôi, quy lực không khuất phục nổi nó. Chúng ta cứ tiến hành theo ý mình. Tôi tin là chúng ta. Cho vô. Trên chúng ta. Tôi chờ trung úy. Anh cho biết phiên hiệu sư đoàn. Tôi đã trả lời ông rồi. Câu trả lời đó không chấp nhận được. Anh nói toàn giọng Bắc mà cứ nhận là du kích địa phương. Quê cha, quê mẹ tôi ở đây. Tôi tình nguyện trở về đây chiến đấu. Nếu cần khai đơn vị nào, tôi sẽ khai theo ý muốn của các ông. Đồ con nít! Mày nên hiểu. Mày đang phải trả lời với trung úy quan. Anh sanh ở đâu? Hà Nội. Học đến đâu rồi? Đại học năm thứ 3. Vào đây được bao lâu? 3 tháng. Anh uống nước đi. Cảm ơn ông. Ông có thể cho tôi nghe lại bài hát. Chắc anh quá quen thuộc với bài hát đó. Yên lặng sông Việt em đông cười, hoan dòng hò thương anh cánh vời. Kìa biển rộng con đung con măng, lướt sóng chiều đôi bờ tung tăng. Con chuồn con bay nơi nơi, con giang chiều gọi bạn hương khơi.
cho tụi binh về. Xin trung tá cho nhận xét. Trung úy nói rõ hơn. Dạ, tôi muốn nói về bài hát. Tên tù binh này không được bình thường lắm. Bài hát? Phải chăng? Dạ, thưa trung tá hiểu lầm. Xin phép trung tá. Lẽ nào? Đây bằng đường nào? Đường Hồ Chí Minh, đơn vị tuyến quân Mặt trận Dân tộc Giải phóng, đơn vị giang quân tỉnh đội Thừa Thiên, phi hiệu đại đội, đại đội 1, tiểu đoàn, tiểu đoàn thường trực tỉnh, trung đoàn. Không có trung đoàn. Mày là Lê Thiên. Ông biết rồi. Sinh năm nào? 1955. Tháng mấy? Tháng 4. Mày có quan hệ gì với Thương Thảo? Mày có quan hệ gì với Thương Thảo? Nói đi. Sinh năm nào? 1955. Tháng mấy? Tháng 4. Mày có quan hệ gì với Thương Thảo? Mày có quan hệ gì với Thương Thảo? Nói đi. What will we get with this circumstance? Phát hiện này sẽ dẫn chúng ta tới đâu? I understand that. Ngạn ngữ các ông có con, hổ dữ không ăn thịt con. Trung quý hiểu chứ? Nghĩ như thế nào? Thưa đại tá, xin đại tá cho mang tên tù binh ra bắn. Sao? Phải bắn sao? Dạ, một bài toán sẽ được hai đáp số. Tôi nghĩ đại tá sẽ có một response sớm và chính xác hơn. Một réponse. Anh uống nước đi. Cảm ơn ông. Mẹ anh có khỏe không?
được người ta đối xử tử tế không? Ông hỏi lạ thật. Ta hỏi thật anh một điều này. Có lúc nào anh được nghe mẹ anh trò chuyện nhắc đến tên một người là Tôn Thất Phùng không? Có thể với anh hoặc với một ai khác. Có liên quan gì đến việc hỏi cung này? Tao là cha của mi. Sao? Ông nói sao? Tôi ở trong tay các ông. Các ông muốn làm gì tôi cũng được. Nhưng các ông không được xúc phạm đến mẹ tôi. Ta vẫn đinh ninh rằng không bao giờ có chuyện gặp gỡ này. Anh xem đây. Xưa kia, yêu mẹ anh, có ta và Lê Thừa. Quá khứ, ta vốn là người ở bên đó. Ông không đùa đấy chứ. Ta biết anh không muốn chấp nhận sự thật này. Tránh sao được. Nhưng thôi, ta với anh dẹp chuyện đó đi. Ông cần gì? Sự thật chua chát có khi còn quá phũ phàng. Thà rằng mai đây một viên đạn nào đó căm thẳng vào ngực ta hoặc vào đầu con, như vậy mà khuất mắt có khi còn thấy nhẹ nhàng.
có đúng tên này là con người đó không? Tôi không lạ gì nó. Hồi chống Pháp, Tôn Thất Phùng là trung đội trưởng của đơn vị tôi. Ngày tập kết nó trốn ở lại. Thông cảm với Thảo, tôi đã nhận khai sinh cho đứa trẻ. Một người cha cưu mang mà chưa một lần biết mặt. Rồi thời gian, chiến tranh. Thế đấy. Ý kiến trung đoàn ủy. Tôi tin tưởng ở chiến sĩ của mình. Nhưng đề phòng mọi bất trắc, tôi đề nghị chuyển phương án hai. Sao chúng ta? Thưa đại tá, trước sau hắn vẫn khai là du kích địa phương, khớp tất cả các lần khai. Tôi nghe cũng có lý. Chưa thể tin được, mà thời gian thì không cho phép, chúng ta rõ chứ. Chúng ta sẽ tổ chức thêm một hành động khác. Còn tên tù binh ấy, đây không phải nơi đón tiếp, giam giữ mãi nó. Theo tôi, nếu không còn hy vọng gì ở hắn nữa, thì giao cho phòng 2 xài quách đi, rảnh việc. Sao? Dạ. Xin phép đại tá cho tôi làm việc thêm ạ. Hẹn chúng ta 8 giờ tối nay, tôi được nghe luôn trong báo cáo cuối tuần. Dạ. Gọi Trung úy Quang. Dạ. Ta đến đúng lúc. Mời ngồi. Ông cố vấn Robert cũng vừa ở đây về. Ông ta đã bằng lòng cho tôi lui lại 3 ngày để làm thêm một động tác thăm dò. Được chứ chúng ta? Dạ. Chúng ta nắm thêm được điều gì chưa? Thưa đại tá. Khỏi cần. Chúng ta sẽ tổ chức thêm một mũi trinh sát vũ trang. Hình như chúng ta có điều gì đắn đo phải không? Thưa đại tá, tôi có chuyện riêng. Chúng ta có thể. Thưa, tôi muốn trình với đại tá về chuyện người tù binh ạ. Chúng ta còn hy vọng gì chăng? Dạ thưa, nó chính là giọt máu của tôi. Hả? Còn kịp. Còn kịp con à, đừng nên dại dột. Không nhiều. Mày hãy trả lời, mày là chủ lực quân. Một đứa con rơi rụng trên đất Bắc. Với cô bồ ca sĩ mà ông vẫn đam mê à? Ông ra nơi bắn tù binh. Sao? Ông trung úy, bắt đầu đi. Cầu Phật tổ phù hộ cho mày. Thi hành. Chúng ta, đại tá ra lệnh cho tôi. Chúng ta, đại tá. Mày luôn rình rập tao. Chúng ta. Chúng ta, đại tá ra lệnh cho tôi. Đại tá. Chúng ta. Đại tá. Quân khốn kiếp.
Lieutenant Trung úy Quang có mặt. Sit down, please. Mời ông ngồi. Thank you. Cảm ơn. Listen. I need a detailed report. Tôi cần một báo cáo chính xác. On bombing. Mọi cuộc ném bom, bắn phá. Trong cuộc hành quân quan trọng này, phải có mục tiêu cụ thể. Kenner, I want to know clearly. Tôi muốn biết rõ hơn. Ông Phùng nghĩ gì về kế hoạch này? All you and I know quá khứ và hành động của ông ta hiện nay chưa đủ cho tôi biết hay sao? Vậy thì quyết định của ông cố vấn về tên tù binh. Đây là cơ hội của Trung úy. Không có nơi nào tốt hơn sao? Thưa Trung tá, ngay cả mấy đứa say rượu, mấy thằng phản chiến, Trung úy Quang cũng nhốt cả vô đây. Chết ngạt mất. Thưa, đã có những lỗ đạn. Thôi được. Anh để đó tôi. Dạ. Anh ta nói đúng đấy. Nó chỉ kém căn hầm của ông về tiện nghi thôi. Thật khó xử cho ta quá. Điều cần nhất là bây giờ anh và ta hãy bàn đến những gì sẽ xảy đến sau đây. Như thường lệ, họ sẽ đưa anh về trại tiếp nhận tù binh. Nhưng họ không làm như vậy. Theo ý đại tá, họ cứ đưa anh đi thủ tiêu. Có gì đặc biệt đâu. Còn cách nào? Cứ cho chúng dùng hết đi. Ta tính chỉ còn cách anh chịu hồi chánh. Như vậy thì cả ta và anh đều có lối thoát. Cứ nghĩ cho hết. Linh hồn là cái khó ai có thể nắm bắt được. Ta tạm bán thể xác vậy. Phải biết khôn khéo để tránh mọi tai họa. Vậy ra ông cứu tôi không phải vì một ý nghĩ tốt đẹp gì. Cũng như một lần ông đã lừa dối mẹ tôi. Một người mẹ dù phải bán mình cũng không ai dạy con nên nối nghề. Còn ông, thôi được, ta đành báo để anh biết. Chúng sẽ sử dụng anh làm người dẫn đường cho toán trinh sát tới đây. Tôi đồng ý. Anh cho tù binh ra ngoài. Tôi sẽ trở lại. Tôi lệnh. Tính rồi, thời gian anh cần băng thung lũng, rồi rào lắm cũng chỉ một tiếng. 20 phút sau là bắt tay vào hành động được. Mục tiêu cuối cùng, chậm nhất là tối mai các anh phải có báo cáo kết quả.
Dạ, thưa đại tá, còn về thằng tù binh dẫn đường. Ta sắp dặn anh về chuyện đó. Trước khi bước vào hành động, phải khử êm thằng nhỏ đi. Anh chỉ cần nó dân an toàn, lọt qua chẳng mà ta còn nghi ngại chưa rõ ràng. Tuy là giọt máu rơi rụng của Trung tá Phùng, nhưng nó lại được Cộng sản nuôi nấng, dạy dỗ từ khi lọt lòng. Tôi nghĩ là nó sẽ phản tác giữa đường. Cứ phải dự kiến cho hết, nhưng nếu có, phải xử cho êm. Bài toán hôm nay làm hay, và đã có một đề phong ta muốn. Ta thừa biết cả hai đều có ý định riêng, bởi vậy ta phải hành động hết sức chặt chẽ. Anh lưu ý. Chuyện anh ở lại làm việc tại sư đoàn chưa phải là điều ta đã bằng lòng. Chẳng qua chưa có cách nào hơn. Nhưng đây là ý muốn của đại tá. Ta biết quá chứ. Anh nên hiểu. Công việc của người dẫn đường nguy hiểm như thế nào. Nhưng mà tôi chấp nhận sự nguy hiểm ấy. Tất nhiên. Cũng phải có tính toán của riêng ta nữa chứ. Tính toán riêng của ta. Ta biết. Đây là cơ hội để anh về với bên kia. Với mẹ anh. Dẫu sao ta cũng là cha của anh. Không lẽ. Anh vẫn dứt khoát à? Đây cũng là cách tính toán của ông. Về những việc ông đã làm cho tôi. Và vì sự tồn tại của ông. Ở đây. Ta đã quá ngán cuộc đời bạc bẽo này. Ta chỉ còn biết đem theo chút ân tình với mẹ anh. Mỗi khi nghe mẹ anh hát, ta thật có lỗi. Thật hồ phụ, sanh hồ tử. Mấy ai có được một cuộc tái ngộ giữa binh đao như thế này, phải không chúng ta? Rót rượu mời chúng ta. Dạ. Dạ. May mà chúng ta trở tay kịp. Không thì tôi lại là kẻ thất đức. Đại tá dạy quá lời. Xong công việc, xem như cháu đã lập được công tích. Trung úy nghĩ sao? Dạ, đại tá thật bao dung. Nhưng còn công việc. Theo tôi, mũi trinh sát nội nhật ngày mai phải bắt tay vào hành động. Thưa, không thể muộn hơn được. Chúng ta thấy đó. Ông trung úy quá mẫn cán của chúng ta. Đã biến bữa tiệc này thành sắt thép mất rồi.
sát sẵn sàng. Tốt. Đem xuống, xuống. Trung úy, cho bắt đầu. Thứ tự, từng người một, chạy tại chỗ, từ trái sang phải. Đây là vũ khí mà quốc gia tin cậy trao cho các chiến hữu. Cũng như tôi đã tin cậy trao cho người bạn trẻ này. Tôi không nhắc lại nhiệm vụ. Điều đó có trung úy toán trưởng nhận lệnh trước cấp trên. Tất cả chỉ biết tuân lệnh. Tuân lệnh một cách tuyệt đối. Ai chống lệnh sẽ bị nghiêm trị theo quân pháp. Tất cả rõ chưa? Rõ. Tôi chúc các chiến hữu lên đường bình an, mọi sự thuận lợi, có tin tức tốt, các chiến hữu trở về sẽ được trọng thưởng. Trung úy nhớ giờ bắt sóng rồi chứ? Dạ nhớ. Ai quay? Tôi hy vọng ở trung úy. Lên ba lô. Ông trung úy, tôi muốn từ biệt ba tôi. Lại lên. Tôi Trung Quý Quang, tôi cần gặp ông cố vấn. Chó đều. Well, why don't you suppose that? Trung tá không cho rằng đại tá hành động như vậy là sai chứ? Okay, so tốt. Suddenly down. Và vì vậy tôi chợt có ý nghĩ, nó sẽ satisfied? Ở lại với chúng ta. Trung tá bằng lòng chứ? Yes, sir. Dạ. Tôi nghĩ có nó dẫn đường rất có lợi cho cuộc hành quân của chúng ta. Còn sau này thì tùy ông cố vấn. Vậy cũng được. Chào trung tá. Cầu Phật phù hộ cho con.
trưởng hả? Ở C3 á. Xưng hô theo cấp bậc. Chú trưởng cho tôi hỏi. Về cầu Thiên chứ gì? Chưa có tin gì đâu. Đi đâu? Tôi đi lấy nước. Quay lại. Tôi đã cho kiểm tra mọi khu vực. Và đến bọn gà con cũng không thấy dấu vết chúng. Dạ, tôi sẽ cho tiến sâu hơn nữa. Tôi đang cần đến con mồi. Dạ, xin tuân lệnh. Lệnh của đại tá, cứ 30 phút liên lạc một lần, nhớ chưa? Dạ nhớ. Ta đi tiếp. Đi. Trưởng, đài quan sát dự báo lại có một mũi đột kích địch quân số 9 người đang thọc sâu vào sườn tiếp giáp giữa dây 9 và dây 7. Đi. Sở Tài đâu? Có tôi. Xử lý coi. Xin thủ trưởng cho gọi C5 lấy một phân đội nện vô sườn chúng, diệt gọn luôn. Anh làm như một tiểu đoàn địch không bằng. Lấy một tiểu đội, thẳng xuống, bọc lót lùa chúng nó về. Sao dừng lại? Tôi sợ. Sợ gì? Mình. Trung sĩ Nguyên đâu? Dạ. Anh theo tên này đi trước vào đường. Dạ rõ. Hồi đâu? Dạ. Xem giùm, hay tôi bị sốt. Khỉ. Thiên. Anh Thiên. Cái gì?
Lin đã gỡ chưa? Báo cáo trung đoàn trưởng, trước giờ dây 2 giờ mới gỡ. Bác. Thủ trưởng. Cho tôi một tiểu đội. Rõ. Còn đồng chí, lấy thêm 2 công binh theo tôi. Báo cáo. Trung đoàn trưởng cho phép tôi. Đồng chí hãy chấp hành mệnh lệnh. Rõ. Thôi. Khẩn trương. Phía kia sao vậy? Anh quên tôi là người dẫn đường à? Đi. Lục soát quanh đây coi. Tuân lệnh. Xe tăng của quân chủ lực vậy à? Mày đã lục soát kỹ rồi chứ? Dạ. Vết xích còn mới lắm. Gọi ngay Trung sĩ Nguyên cho tao. Dạ. Trung sĩ Nguyên. Trung sĩ Nguyên. Gọi về đại tá.